cần thủ tùng. Đã kiếm được em chép tương đối là to, khoảng cân 8 đến 2 cân nha. Cần thủ tùng từ từ, bình tĩnh. Câu này mới gọi là câu chứ. Thả xuống đi tí nữa này. Đấy. Con kia khả năng chết thì mang vào đi Tùng ạ. Hay là sơ sống đi. Sống không? Châu Phi này nó cũng bằng con chép. Đúng không? Châu Phi này nó bằng con chép rồi. Châu Phi to hơn cả dép này. Châu Phi to bằng cái dép rồi. Có hơn cái dép. Đúng rồi. Lồng ấy. Hồ này hồ ao nhà có khác đúng không? Các cần thủ. Đấy. Con chép này được rồi. Đã chân nuôi rượu thang.